Ngày trước, nhà tôi ở sau khu nhà kia kìa. Giờ chẳng còn gì nữa. Đúng là phù thiên địa giả, vạn vật trì nghịch lữ, Quan Âm giả, Bách Đại trì quá khách. Dưới bầu trời này chẳng có gì là của mình hết. Tổ Đồng Phà nói rất hay, trường hận thử phân phỉ ngã hữu. Ngay cả đến thân thể của chúng ta cũng chẳng phải của chúng ta. Cho tôi vay 300 tệ được không? Tôi xuống hiệu thuốc dưới kia mua ít thuốc. Không vấn đề gì. Vừa đủ 300 tệ, cầm đi. Giờ bà mới tới sao? Chúng tôi chuẩn bị về. Phan Chỉ Thường có đến không? Hôm nay không thấy đến. Ông biết ông ấy sống ở đâu không? Không biết. Lần trước bà gặp cũng là lần đầu tiên ông ấy đến hát. Cái gì? Sao thế? Ông ta mượn. Bỏ đi, không có gì. Tôi đi đây. Bà hát một đoạn nhé. Tôi đi đây, chào các ông. Nào, nghỉ thôi. Có cần đến bệnh viện không? Cứ xem như tôi lo chuyện không đâu. Nhưng có thể hỏi cô làm sao không? Tôi làm thuê ở một nhà hàng. Họ nợ lương của tôi. Lúc tôi đòi, bọn họ ra tay đánh tôi. Tôi chả sợ ai. Tôi đánh chết mấy con rùa. Bà trứng thối đó. Đúng là thời đại nào rồi. Phải có luật pháp chứ, đúng không? Có cần tôi đi nói phải quấy với họ không? Tôi không thể tiếp tục gây họa. Lỡ như tôi có chuyện gì, con gái tôi chết mất. Nó còn đang nằm viện kìa. Tôi còn phải kiếm tiền trả viện phí. Bác ơi, bác là Bồ Tát sống. Bác cho tôi ít tiền được không? Tiền cô kiếm được sao không dùng, lại đi xin tiền tôi. Cháu xin bác, cháu không phải ăn xin. Nhưng cháu xin bác, đừng có động vào tôi. Loại người như cô tôi gặp nhiều rồi. Cái gì thế không biết? Coi như bị cô lừa thì tôi cũng đành chịu vậy. Nào, đưa tôi đến viện xem sao. Đợi chút, con gái cô đang trong viện đúng không? Đợi một lát. Đợi cháu ăn xong một lát thôi. Nào đi thôi. Tránh đường nào. Bố nó đâu? Làm công nhân ở công trường Phổ Đông. Anh ta phải kiếm tiền. Cháu bị bệnh gì vậy? Suy hô hấp. Bác ạ, thà rằng cháu nó đi hẳn. Bác xem, cháu nó chịu đựng đã đành, lại còn liên lụy cả chúng cháu. Chẳng thà cháu đẻ đứa khác.
Cô bảo tôi giúp cô thế nào đây? Thu nhập của tôi cũng có hạn. Hay thế này đi, cô đến giúp việc cho tôi sẽ lo ăn ở và 200 tệ mỗi tháng. Thật ra, nhà tôi cũng chẳng có việc gì đâu, nhưng ít ra cô cũng không phải lo chỗ ăn ở. Tốt rồi, dù sao tôi cũng cần người bầu bạn. Xưng hô sao đây? Kim Vĩnh Hòa. Ai đây? Ai đây? Cô làm gì thế? Cô phải làm việc cho tôi cơ mà. Tôi đang hỏi cô đấy. Cháu đi mua bình hoa. Cô cùng đường rồi còn mua thứ này làm gì? Đừng có hưởng thụ như thế được không? Bác ơi, cháu có việc. Không phải cháu tiêu lung tung đâu. Bác mặc kệ cháu. Mặc kệ cô. Bác ơi, cháu ra ngoài có chút việc. Giờ cơm đừng đợi cháu. Cô tặng quà ai đó hả? Hay tặng bác sĩ đúng không? Cô không thể chẳng nói chẳng rằng như thế được. Này, muốn chết cũng đừng chết dưới xe tôi chứ. Mang vật đèn đến cho tôi, đồ hạ tiện. Cô cố tình muốn chết, chán sống rồi à? Đền bình gốm Thanh Hoa đó cho tôi. Tôi mua mất 800 tệ đấy. Đền đi, bà tự làm vỡ chẳng liên quan đến tôi. Đừng có giở trò. Bình gốm này bà tưởng tôi không biết sao? Cút mau, tôi có hóa đơn đây. Đừng hỏng chối, đừng hỏng trốn. Có giò thì nghiến qua xác tôi đi. Gọi cảnh sát, gọi cảnh sát đi. Thí cho cô 200. Hời cho tụi bay đấy. Tránh ra. Kim Vĩnh Hòa, đừng bước chân vào nhà tôi nữa. Cũng đừng làm phiền, nếu không tôi báo cảnh sát. Diệp Như Đường.
tôi mua 2 cái. Đủ không? Đủ rồi. Tôi vẫn định trả tiền bà đây. Mẹ tôi mất rồi, cho nên vẫn chưa đến tìm bà. Đến nhà bà ăn tối được không? Ăn tối ở nhà tôi được không? Tùy ông thôi. Tôi đi mua chút hoa quả. Loại này bao nhiêu? Chắc phải leo bộ. Không có thang máy à? Có cũng không được dùng. Trước giờ chưa từng có đàn ông lạ đến nhà tôi. Bây giờ đột nhiên có đàn ông đến không minh bạch, người ta lại xì xào. Tôi không muốn hủy hoại sự thành bạch của mình. Tôi hiểu. Bà ở tầng mấy? Tầng 12. Không được rồi, thực sự không được rồi. Không được, tôi không leo được nữa. Bỏ đi, tôi không lên nhà bà nữa. Còn 3 tầng thôi. Cứ coi như chúng ta đang leo núi. Đúng là như leo tuyết sơn, vượt thảo nguyên. Trời ơi, ông là đàn ông, sao có thể thua tôi chứ? Nào, hạ quyết tâm. Trời, chết tiệt. Thôi, bỏ đi, bỏ đi. Tôi cũng đang mệt đến nỗi muốn vứt nó đi rồi. Không được, vứt nó khác nào vứt tiền, anh biết chứ. Trời. Dưa hấu cát đấy. Ngọt lắm. Thật hả? Ăn ở đây luôn đi. Ngồi đâu ăn chả như nhau. Kìa, vẫn còn một nửa đấy. Phi Phi, về nhà nào. Về ăn này. Phi Phi. Đi mau, xuống dưới. Trời ạ. Tôi đi cùng bà thì sao? Sao cứ phải lén lén lút lút? Cứ bảo tôi là em họ bà. Sao anh không nói sớm? Nếu thế đã không phải leo thang bộ. Đến tầng 10 mới vào thang máy vậy.
Tôi đưa cậu em họ đi loanh quanh. Cậu ấy làm về nhà đất. Nhà tôi ở đằng kia. Sắp đến rồi. Bà Thủy, bà Thủy. Đây là cậu em họ tôi. Cũng từ Mỹ về à? Chào chị, tôi mới về cũng không lâu. Ăn thôi. Bát cơm nhà bà trông y như của nhà mẹ tôi vậy. Thật giống như ăn cơm ở nhà. Cụ ấy sống đến 87 tuổi thì qua đời tại gia đúng không? Thế cũng coi như thượng thọ. Đừng quá đau lòng. Nào, thử món sườn xào chua ngọt tôi làm xem. Ngon không? Thử đi. Ngon lắm đấy. Ngon không? Sườn bà kho, mùi vị cũng như mẹ tôi làm. Cho nhiều đường quá. Ông đừng khóc. Cũng già rồi nên mau nước mắt. Đời tôi khổ lắm. Kết hôn 3 lần đều thất bại. Tôi buồn phiền suốt 50 năm rồi. Thế cũng tốt mà. Cũng chẳng phải lo lắng gì. Ông cha bảo Tô Đông Phà có câu trường hận thử thân phỉ ngã hữu, đúng không? Thực tế trên đời này có rất nhiều thứ không thuộc về chúng ta, đúng không nào? Đừng quá đau lòng. Ông như thế tôi cũng đau lòng lắm. Anh cứ tưởng mình đã không thể nữa. Bản thân em cũng thấy bất ngờ. Cho em xem thứ này. Nàng xem. Đây là trang phục biểu diễn ta sưu tầm. Đúng là rất đẹp đấy. Chụp cho chàng tấm ảnh. Chàng thấy thiếp có đẹp không? Đẹp lắm. Lại ngắm xem thiếp có đẹp không? Đẹp, quá sức đẹp. Chỉ tiếc là bụng to như cái trống. Anh sẽ đưa em đi bơi.
Em mặc cái gì thế? Em tự đan đấy. Trông được đấy chứ. Em bị viêm khớp. Sáng tạo đấy chứ. Em bơi đây. Em xuống nhé. Anh Phan. Anh Phan. Anh Phan. Không cần. Tôi biết bơi mà. Em không sao chứ? Cũng may mà được anh cứu. Cô ơi, sao lại làm thế? Đang trồng kỳ mà còn xuống nước. Không phải. Bà Diệp. Bà Diệp ơi. Ở đây hả? Này. Em họ bà không ở đây à? Bà lo nhiều chuyện quá đấy. Ái chà, e rằng em họ không phải là em họ rồi. Ôi chào, xem bà kìa, đỏ mặt rồi còn gì. Bà không giấu được cặp mắt tình tường của tôi đâu. Chả em họ tôi, chẳng lẽ là em họ bà? Ôi dào, e rằng mình tù sạn đạo mà lại ám đội trần thương. Ngay cả Phi Phi của tôi cũng còn nhận ra. Đừng có sỉ nhục tôi. Bà Diệp à, bà che giấu giỏi thật đấy. Bên ngoài tưởng chừng đoan trang hiền thục, nhưng bên trong thì... Đổ tâm thần. Sao anh lại xuất hiện làm gì? Anh đến nhà em. Anh đừng có ngày nào cũng đến được không? Già cả rồi, người ta lại nói ra nói vào. Sao cả em cũng kỳ thị người có tuổi? Người già cũng được tự do yêu thương nhau chứ. Tự do cái gì? Mỗi bữa anh đến ăn nửa cân sườn, tôi nuôi không nổi đâu. Anh đưa em đến chỗ này. Chỗ nào? Tôi không đi. Đi nào. Đừng kéo tôi như thế. Thôi nào. Nhanh lên. Chỗ nào thế? Đừng hỏi. Anh đưa tôi đi đâu thế? Đi nào. Anh sao thế? Đưa tôi đến nghĩa địa làm gì? Xem cái đã. Anh Phan, không phải anh muốn sống không cùng giường thì chết chung huyệt với tôi đấy chứ? Là anh muốn cùng nhau làm giàu. Mấy hôm trước, mua đất để an táng mẹ, anh mới phát hiện một cách phát tài. Người Trung Quốc coi trọng chuyện mồ mả, làm người ai mà chẳng chết. Nhưng người nhiều mà đất chỉ có hạn. Đất mộ cũng như nhà ở, không bao giờ là đủ hết. Hơn nữa, nhà còn được thừa kế, chứ mộ thì không. Đầu tư bất động sản cần vốn lớn, chúng ta kham không nổi. Nhưng đất mộ chi phí ít, chúng ta lo được. Anh nghe ngóng thấy, một mộ đơn giá vào khoảng 6.000 tệ. Mộ đôi thế này thì 10.000. Đầu tư đất mộ sao? Em hiểu rồi. Kiểu như hàng chờ ngày giao. Ôi, em thông minh quá. Anh Phan, em thấy không? Chúng ta mua vài khoảnh đất mộ, bán sang đây là có lời rồi. Kinh doanh đất mộ, sau này là nghề hốt bạc đấy.
em không được nói cho ai biết bí mật làm ăn này đấy nhé. Em thấy ở tuổi này có người giúp em phát tài đúng là tình yêu lớn nhất. Sao giờ mới tới? Vào thôi. Nào, em nhảy hả? Trời, anh không sợ đất mộ đó bị bán hết sao? Giờ người có tiền nhiều lắm. Có tiền thì sao chứ? Mấy kẻ được thông minh như anh. Vào thôi. Chí nghĩa trang này của chúng tôi có thể coi là vô tiền vắng hậu. Bốn phía đều có sơn thủy. Mộ trong nghĩa trang này được chia thành các cấp cao, trung và thấp. Ngoài ra còn chia thành hai khu đông tây với kiến trúc khác biệt. Ông bà có thể thấy chỗ này rất tuyệt. Anh Phan, chúc mừng cho hai chúng ta. Già rồi vẫn còn gặp may lớn. Sau này đừng nói là nửa cân sườn, cả cân em cũng không tiếc. Tuyệt. Anh có một kiến giải hơi hoang đường thế này. Phụ nữ chia làm hai loại là mỹ nhân và giai nhân, biết vì sao không? Mỹ nhân thích mẫu đàn ông có sức mạnh, thế nên mới có câu anh hùng mỹ nhân. Thường là thích cơ bắp. Như ngu cơ thích anh hùng cái thế, có sức rời non lấp biển. Giai nhân thì khác. Giai nhân thích đàn ông có đầu óc, thế nên mới gọi là tài tử giai nhân. Mến mộ đầu óc, tài trí hơn người của họ. Em được tính là giai nhân. Thật ư? Xuân xanh tròn 16, sinh trưởng nơi cơ hàn. Xuân cô độc bên khung cửa, phí hoài dung mạo như hoa. Hay tuyệt. Ôi trời, sao anh không đóng cửa? Hàng xóm nghe được phiền lắm. Ôi trời, nó chui vào từ lúc nào thế? Anh cũng không biết. Phi Phi. Phi Phi, Phi ơi. Bà Diệp à, mở cửa đi. Đừng để con mèo kêu, nhất định không được kêu. Đến đây, đến đây. Đây, đây. Bà Diệp ơi, bà thấy con Phi Phi nhà tôi đâu không? Có qua đây không? Không thấy. Ngay rồi, Phi Phi nhà tôi không thấy đâu. Tôi có linh tính, có chuyện không hay với nó. Trời ơi bà Diệp, làm thế nào đây? Bà ấy đi rồi. Anh sao thế?
Phi Phi. Phi Phi ơi. Phi Phi. Phi Phi ơi. Phi Phi ơi. Đừng như thế. Đứng lên nào. Cùng lắm, mai mua đền bà ấy còn khác. Đứng lên nào. Thế anh về trước nhé. Alo. Alo. Anh Phan à? Anh đây. Sao muộn thế rồi mà em chưa ngủ? Em muốn... Chính là con đó. Em. Bà Thủy có bỏ qua cho em không? Anh không có ý kiến. Em cứ tùy liệu mà làm. Nghỉ đi, mai dậy rồi nói. À mà, mộ của người khác phải đổi tên chủ sở hữu. Em phải làm thủ tục đấy. Nhưng làm sao mà đổi tên cho mèo được chứ? Ôi bác ơi, có phải văn phòng Nghĩa Trang đây không? Họ chuyển đi rồi. Chuyển rồi, chuyển đi đâu? Không biết. Chúng tôi từng hợp tác với công ty Đường Đến Thiên Đường đó. Nhưng nửa năm trước đã hủy hợp đồng với họ rồi. Còn khoảnh mộ này bác mua, hai tháng trước đã chôn người rồi. Bác xem đi. Bà vợ mất, nhưng ông chồng vẫn còn sống. Ra là tôi mua mộ này công to rồi. E rằng bác bị lừa rồi. Diệp à, anh thật sự không ngờ có việc này. Anh cũng qua văn phòng Nghĩa Trang đó, nhưng chẳng thấy ai. Anh báo cảnh sát rồi. Phan Trì Thường, anh nói thật tôi nghe. Có phải anh và bọn chúng cùng không? Tôi sẽ không làm to chuyện đâu. Chỉ cần anh nói thật. Anh cũng mua mà. Sao em có thể nghi ngờ anh chứ? Anh có xấu xa cũng không đến mức đó. Vậy sao vừa mới đó đã xảy ra chuyện? Sao lại trùng hợp thế chứ? Anh không muốn giải thích gì nữa. Lòng anh ngay thẳng. Tôi thực sự mong anh không...